và hai xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel mình, Java Minlander. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là top 5 những cái điều kỳ lạ và bí ẩn mà các bạn có thể làm khi chơi Minecraft. Yeah. Đấy, các bạn thấy trời mưa bão này có phê không ạ? Thì khi mà trời mưa bão đấy, cũng là lúc mà cái Chizen, cái thương đinh ba của các bạn đấy sẽ trở nên mạnh nhất khi mà có enchant. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ test thử nhá. Đây trên tay mình đó là một cái thương được enchant, đó là channeling 1. Thì với cái enchant này đấy, trong trời mưa nó sẽ có một cái tác dụng cực kỳ đặc biệt. Đây. Đó. Mỗi lần các bạn phi đấy, nó sẽ triệu hồi ra một tia sét. Tuy nhiên là cái enchant này đấy chỉ có tác dụng khi mà đang ở trong trời mưa và có bão, có sét như vậy này, thì nó mới có thể triệu hồi được sét nhá. Khi mà trời vẫn còn mưa đấy thì các bạn vẫn là một vị thần. Yes. Chết đi, chết đi. Big man này, thây ma lợn này, thây ma lợn này, thây ma lợn này, con lừa này, con lừa này, oh my god. Đó, nó sẽ triệu hồi ra một tia sét mạnh gấp 4 lần bình thường. Đấy, ghê chưa? Yes. Ok, và đây là điều thứ hai. Và điều thứ hai đấy, chúng ta sẽ đến với một cái thức quả. Và cái quả này đấy, khi mà chúng ta ăn thì nó sẽ teleport cho chúng ta đến một cái khoảng cách khá là ngắn. Mặc dù cái quả này được ra mắt khá là lâu rồi, nhưng mà cái tác dụng của quả này đấy thì vẫn còn rất là nhiều nhá. Thì đầu tiên, đây là một cái trong những cái điều mình thích nhất về cái quả này. Khi mà các bạn bị rớt xuống lava, đó, các bạn dù có nhảy đi xuống lava đi chăng nữa thì ngay lập tức nó sẽ teleport các bạn đến một cái khoảng cách bất kỳ. Tất nhiên là các bạn cần phải trâu trâu máu một tí, nếu không chết lúc nào không hay đâu nhá. Đó là cái tác dụng đầu tiên. Còn cái tác dụng thứ hai của cái này đấy là các bạn có thể áp dụng cái này để có thể đi xuyên tường. Trong trường hợp mà các bạn không có ngọc Ender, hoặc là không có mà nếu các bạn có ngọc Ender đấy, các bạn dùng cái này cũng được. Cái này không quan trọng. Đó. Oh yeah. Mình may mắn vãi lìn ra các bạn ạ. Vừa cắn phát mà teleport được luôn này. Hay lắm, bịt mẹ mày. Mình sẽ thử lại. Đó, các bạn sẽ đi ra. Tất nhiên là cái tỷ lệ mà các bạn đi vào được lại đấy, nó sẽ thấp đi hơn đi ra rất là nhiều. Nếu mà các bạn cắn chỉ cần một vài quả là các bạn có thể từ trong cái nhà bedrock này chui ra. Đấy, chỉ với hai quả mà mình đã có thể thoát ra khỏi cái nhà bedrock này rồi. Còn khi mà các bạn cắn như vậy ở bên ngoài thì các bạn sẽ phải mất rất nhiều những cái quả này đấy. Các bạn sẽ phải ăn rất nhiều nhá thì mới có thể đi xuyên tường được lại. Thật sự mình cũng không thích cái điều này lắm đâu. Chui vào. Oh. Wow. Và mình teleport được lên cả chỗ này luôn này. Wow. Các bạn đã bao giờ đào một cái block ở dưới nước và các bạn chợt nhận ra tốc độ đào phải nói là chậm đến dễ sợ luôn đấy. Với cái điều này đấy, nó sẽ áp dụng với tất cả những cái block trong Minecraft nhá. Các block khi mà ở dưới nước đấy sẽ bị đào rất là chậm. Thật sự nó cũng có lý do của nó cả thôi. Khi mà các bạn ở dưới nước đấy sẽ bị hạn chế cái tốc độ di chuyển. Khi mà các bạn đào block ở dưới nước cũng vậy.
tốc độ của bạn sẽ bị chậm đi rất là nhiều. Nhưng thực ra đấy, cái này không phải là không có cách giải quyết nhá. Thì các bạn sẽ cần một cái mũ đấy, có enchant là Aqua Affinity, dịch tạm như kiểu thủy ái ấy. Thì với cái enchant này, các bạn có thể đội nó vô. Đây, đội vô. Và bây giờ các bạn sẽ thử đào lại nhá. Đây, lặn xuống dưới. Các bạn thấy nhanh hơn chưa? Cái tốc độ mà khi mà các bạn đã chạm đáy rồi đấy, khi các bạn đào này, tốc độ nó sẽ ngang bằng với lúc mà các bạn ở trên bờ. À không, theo mình thấy nó vẫn chậm hơn một tí, nhưng mà không đáng kể. Đó, cái tốc độ mà lúc bạn chạm đáy ấy, chân bạn chạm đáy như vậy này, còn cái tốc độ mà các bạn lúc đang bơi mà các bạn đào, nó vẫn khá là chậm, nhưng mà vẫn không chậm bằng lúc mà các bạn không đội cái mũ enchant nhá. Cái enchant mà mình bảo ấy, nó sẽ có tác dụng làm cho các bạn di chuyển một cách linh hoạt hơn khi mà ở dưới nước như vậy. Đó, đôi khi các bạn bơi vòng quanh cái khu vực đền dưới biển đấy, các bạn sẽ thấy một cái điều rất là thú vị. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Một con cá vừa bị bắn chết bởi một con hộ vệ biển cá. Cái con hộ vệ biển cá này đấy, nó sẽ tấn công bất cứ ai xâm nhập vào trong cái ngôi đền này. Nhưng chỉ có cá, mực, đấy, chỉ có hai loài này bị bắn thôi. Còn những loài khác đấy sẽ như kiểu là vô sự bình yên con mợ nó rồi á. Đó. Rồi giờ chúng ta sẽ chạy thôi. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái điều này để có thể oh my god, kinh, các bạn thấy không? 3-4 con bắn được mỗi con cá này. Các bạn có thể áp dụng cái điều này để như kiểu là farm cá. Tuy nhiên là các bạn sẽ phải tốn khá là nhiều máu khi đi qua cái chỗ này. Oh my god. Đấy, kiểu bắn laser rất là khó chịu. Trời ơi, vãi cả chảnh thôi. Ok, và đây là một cái điều thêm. Và cái điều thêm này đấy, mình sẽ nói về một loại vũ khí rất là đặc biệt. Như các bạn đang thấy đây, thì mình đang đứng ở dưới đáy của một cái gì đây? Đây là một cái ngôi đền dưới biển. Đây, các bạn nhìn kỹ nhá. Khi mà các bạn đào, các bạn sẽ cảm giác tốc độ của các bạn cực kỳ chậm. Mà đúng chính xác là nó chậm thật đấy. Oh, what the... Mình bị biến dị mợ rồi các bạn ạ. Ờ, thế bình thường mà. Hầu như tất cả những vật dụng của các bạn đều bị giảm tốc độ đi đáng kể. Đấy, con cá đập cũng rất là chậm. Cục xương đập cũng rất là chậm. Oh my god, mình đã bị phát hiện rồi. Tuy nhiên đấy, có một cái vũ khí không bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng làm chậm. Đó là cái thương phi. Đó là lý do tại sao mà mình nói đây là cái vũ khí tuyệt vời nhất mà mình từng thấy. Ồ, ồ, nó chạy mất rồi à? Ồ, vậy là cái con này nó cũng sợ cái thương đấy. Đâu rồi? Hello? What's up? What's up baby? Ồ, nó không dám bắn mình luôn này các bạn ơi. Nó chạy. Hả? Mày làm cái gì? Ồ, nó sợ mình thật này các bạn ơi. Wow. Nào nào nào, lại đây cụ. Dây. Ồ, lúc mà các bạn dơ cái thương ra và chuẩn bị ném thì nó sợ. Ồ. Ồ. Ném trượt. Lại. Mày bắn cờ. Bơi qua. Bơi. Oh yeah. Mày chết đi con ạ. Đâu. Mày chạy cái gì? Mày chạy cái gì? Mày chạy cái gì? Ồ, nó sợ mình thật các bạn ạ. Quay trở lại cái nội dung chính thì như các bạn có thể thấy là mặc dù tất cả những vũ khí đều bị làm chậm, nhưng mà cái thương đấy tốc độ ra đòn vẫn rất là nhanh. Ồ, giật mình máy. Wow. Và nếu mà các bạn thích cái video này của mình, hãy nhớ like, share và subscribe kênh
để có thể cần cái video mới nhất. Và cũng như là đồng minh, ok, bye bye. Đủ. Biến ngay. Biến. Đấy, nó sợ mình kìa. Đó.